sau gần 3 tháng đi vào hoạt động, tổ phản ứng nhanh phòng chống ngập úng do Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị thành phố Hưng Yên thành lập đã khắc phục được tình trạng ngập úng cục bộ kéo dài xảy ra tại nhiều tuyến đường ở thành phố Hưng Yên. Tổ phản ứng nhanh gồm 50 người chuyên làm nhiệm vụ kiểm tra xử lý ngập úng, ách tắc cục bộ hệ thống thoát nước đô thị khi có mưa bão xảy ra. Mỗi khi có mưa lớn, tổ sẽ phân công người trực ở từng tuyến đường để kịp thời thu gom rác ở miệng cống, báo cáo nhanh nếu có sự cố úng ngập xảy ra. Nhờ đó, những ngày này, dù lượng mưa lớn, song tại 17 tuyến đường thường xuyên bị ngập úng trước kia như đường Hồ Xuân Hương, Tuệ Tĩnh, Nguyễn Công Hoan đã không còn, các tuyến đường thoát nước nhanh chỉ trong thời gian ngắn sau khi mưa ngớt.